Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán hàng ô tô cũ của nhà em nhé. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về một cái mẫu xe Chevrolet Captiva sản xuất 2007 tên tư nhân. Và với cái mẫu xe Chevrolet Captiva 2007 này thì bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe Chevrolet Captiva 2007 này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành về sơn vỏ bên ngoài cái mẫu xe Chevrolet Captiva này các bạn nhé. Một cái mẫu xe mà gầm cao máy thoáng các bạn, vượt đèo lội suối thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Dòng Chevrolet Captiva này thì đường gồ ghề hỗn hợp rồi đường thành phố này chúng ta đều đi được nha các bạn nhé. Thì cái mẫu xe Chevrolet Captiva này là dòng xe gầm cao này, máy thoáng 7 chỗ ngồi, xe được trang bị là ghế điện, phanh ABS, túi khí nhé các bạn nhé. Với cái dòng xe mà phân khúc mà tầm 7 chỗ ngồi mà trang bị rất nhiều tính năng như vậy mà giá rất hợp lý thôi, giá chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy là anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe là rất hợp lý các bác nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Anh chị và các bạn xem video lần đầu của em mà quan tâm những cái dòng xe phân khúc từ 60 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng thì hãy bấm đăng ký kênh, cái nút màu đỏ bên cạnh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Bên em thì rất là nhiều xe để cho anh chị và các bạn lựa chọn. Với cái những dòng xe mà phân khúc từ 60 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng thì bên em rất là nhiều. Còn với những phân khúc mà tầm 500 triệu đồng thì nó là rất là ít. Nó có khoảng tầm 5 đến 10 xe thôi các bạn. Đấy. Thì cái mẫu xe Chevrolet Captiva này thì các bác nhìn đấy là form dáng của nó rất là đẹp, cực đẹp luôn các bác nhé. Đấy, chỉ chiếc của nó rất là thẳng, thẳng tưng luôn các bạn. Toàn bộ là sơn vỏ này, anh chị và các bạn mua cái mẫu xe Chevrolet Captiva này nhá, là về không phải làm gì các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, form dáng là chỉ là thẳng tưng luôn. Đấy, không có bị gập gồ hay sóng gì cả các bác nhá. Đấy, chưa có đâm đụng tai nạn ngập nước gì các bác, xe đẹp căng luôn. Đấy. Xe cực đẹp. Với cái mẫu xe Chevrolet Captiva 2007 này thì xe là động cơ máy xăng 2.4 các bác nhé. Đấy, rất là khỏe khoắn luôn. Thì cái mẫu xe Chevrolet Captiva này thì thường là anh chị và các bạn mua về để sử dụng gia đình. Đấy, giá rất hợp lý thôi, 235 triệu đồng là em bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc các bác nhé. Form dáng thì căng phòng luôn, gần giống như là một chiếc CRV các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Toàn bộ là xe được trang bị rất nhiều tính năng an toàn, túi khí, phanh ABS. Và sau đây sẽ quay qua phần đèn cho chị và các bạn xem. Thì với cái mẫu xe Chevrolet Captiva 2007 này thì xe đã được trang bị lên là đèn bi salon nhé. Đấy, một cặp đèn của nó là được trang bị hai đèn bi salon các bác nhé. Đấy, đây. Toàn bộ cản đằng trước của nó không có bị dập vỡ cái gì các nhé. Đấy, gầm cao máy khoáng này. Đấy, giá rất hợp lý thôi, 235 triệu đồng. Đấy, đèn thì trong vắt các bác nhé, bị dập vỡ gì đâu ạ. Đấy, rất ok luôn. Toàn bộ nguyên bản xe đây các bác nhìn này, form dáng căng phòng thôi, căng đét luôn, không có chuyện là bị dọc méo hay bị đâm đụng gì các bác nhé. Và sau đây em sẽ quay qua phần lốp cho anh chị và các bạn xem. Thì đây là quả lốp trước các bác nhé. Lốp trước này thì em đánh giá của nó là được tầm trên 90%. Đấy, rất là dày dặn luôn. Đấy, rất là dày. À, tay em cho vào này. Rất là dày dặn. Xe thì được trang bị là mâm đúc. Đấy. Cao, to, khỏe nha các bác nhé. Phanh ABS. Và đây là cái gương
xi nhan gương các bác nhé, xi nhan gương này. Đấy. Kính là zin, cái gương này là zin theo xe các bác nhé, zin theo xe luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Toàn bộ kính nhá. Zin theo xe luôn các bác nhé. Đấy. Và đây là quả lốp sau. Lốp sau thì như em mắt thường đánh giá, quả lốp sau này nó chỉ rơi có khoảng được tầm 85% thôi. Đấy là tức là vẫn còn sử dụng được các bác nhá. Thì vẫn là na răng đúc. Đấy. 6 lan, khoanh ABS, 4 bánh các bác nhá. Đấy. Và sau đây em sẽ vào phần nội thất bên trong cho anh chị và các bạn xem. Đấy. Nội thất chiếc này là rất tuyệt vời. Đấy, 4 tapi thì vẫn bằng da. Các bác nhá. 4 tapi vẫn bằng da. Và ghế điện các bác nhá. Ghế điện. Đấy. Thì toàn bộ những con tem nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản các bác này. Chưa có bị bóc ra hay sơn tùm gì nữa cả các bác nhé. Toàn bộ những con ốc của nhà sản xuất đây các bác. Giá rất hợp lý thôi. Và đây là vô lăng của nó các bác. Vô lăng rất đẹp các bác nhé. Nội thất rất tuyệt vời. Vô lăng củ số. Đầu đài. Đã xe đã được trang bị lên màn hình các bác nhé. Giá rất hợp lý thôi. Thì em thấy cái con tem của cái bên góc cánh cửa bên này là vẫn còn nguyên bản zin đét các bạn này. Đấy. Đây, đeo chỉ zin đét các bạn nhé. Đấy. Thì thường thì dòng mẫu Captiva là nó hay bị xấp xát về cái da này của nó. Chiếc này là em đánh giá là nó xuất sắc rất ít. Đấy. Vì cái dòng ghế da của Captiva là rất là yếu các bạn. Giá rất hợp lý thôi. Trần nữa các bạn ơi. Trần trắng búp luôn các bạn nhá. Trần trắng búp luôn. Đấy. Xe rất là đẹp. Rất hợp lý cho anh chị và các bạn thôi. Đây. Đây là cái quả đèn đằng sau các bạn này. Không bị dập vỡ gì các bạn nhá. Sáng trưng luôn. Sáng trưng luôn. Đây nhá. Giá rất hợp lý rồi. Và đây là hàng ghế thứ 7 các bạn này. Hàng ghế thứ 7 nhá các bạn nhé. Đây. Chúng ta nhấc lên. Thường thì dòng Chevrolet Captiva này thì cái hàng ghế sau này rất ít người ngồi. Vì đa số là nhà gia đình người ta sử dụng là chỉ có 5 người thôi. Nên hàng ghế sau này đa số là người ta để chủ yếu để hành lý hoặc để đồ thôi các bạn. Đấy. Đây các bạn nhé. Không có bị đâm đụng cái gì đâu nhá. Đấy. Đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn. Đây. Con ốc của trên này vẫn còn đỏ chót các bạn ạ. Chưa có dao ốc nào đâu các bạn. Chưa có dao ốc nào luôn. Đấy. Giá rất hợp lý thôi. 235 triệu đồng là em sẽ báo rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đây. Cái chữ Captiva này các bạn này, rơi mỗi chữ L thôi các bạn nhé. LT. LT là bản ghế điện các bạn ơi. Chevrolet này, ví dụ này. Đấy. Thì toàn bộ sơn vỏ bên ngoài thì anh chị và các bạn nào mua về là cũng không phải làm gì các bác nhá. Đây các bác này. Kính của nó này, kính zin theo xe luôn này. Đấy. Kính zin theo xe luôn các bác nhá. Và cái gương này các bác này. Đấy, gương theo xe luôn. Chưa có bị vỡ một cái tai gương nào các bạn. Đấy, chứng tỏ chiếc Captiva 2007 này là chủ nhân người ta rất là giữ gìn. Rất là giữ gìn luôn các bác nhá. Thì nó không bị vỡ tai gương. Các bạn, giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cái này thì nó bị xuất soát theo thời gian đâu nhá. Nếu anh chị và bạn mua thì em cũng đi sơn cái này cho các bạn luôn. Đấy, rất hợp lý thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho anh chị và các bạn. Cái con tem này thì đã bị bóc ra rồi các bạn này. Đây bóc ra này. Nhưng cái lần giấy bên trong vẫn còn nguyên bản này. Cái này là chắc ai ngứa tay người ta bóc ra. Chứ thực sự ra là tầm như bọn em đi mua xe không bao giờ bóc cái tem này ra. Vì cái tem đấy của nó là rất là ấy. Để thể hiện một cái chiếc xe nó còn chất hay không. Đấy các bạn nhé. Máy thì lỗ êm đét các bạn nhé. Máy lỗ êm đét luôn. Rất là khỏe khoắn các bạn. Rất là khỏe khoắn luôn. Và đây là khoang động cơ của chiếc Chevrolet Captiva. Em vẫn đang để lỗ máy các bạn nhé.
vẫn đang để nổ máy này, máy nổ êm ru ấy đấy. Em đâu làm sao đây không bị đâm được đâu cả, không cấn được đâu cả, giá rất là tí đâu. Đây các bạn đấy, cao chỉ đây. Rất hợp lý. Ốc cabo chiếc này là chưa có ra được thôi, chưa có ra ốc cabo ấy nhá. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Với cái mẫu xe Chevrolet Captiva 2007 này thì em sẽ cam kết cho anh chị và các bạn là sơn vỏ bên ngoài là về không phải làm gì, và không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước đấy. Và sau đây em sẽ test thử một đoạn đường rất là gồ ghề anh em, đường rất là gồ ghề luôn, toàn đá này các bạn đấy, thì chỉ có những dòng gầm cao mới thoáng thì mới đi được thôi. Ghế điện nữa nhé, ghế chỉnh điện, điều hòa ô tô các bạn này đấy, điều hòa ô tô. Lái rất là nhẹ nhàng thôi, dòng Captiva này thì tay lái rất là nhẹ, không có lặng các bạn. Em thì xoay một tay là đã lái được cái chiếc 7 chỗ này. Đường rất là gồ ghề các bạn nhé, và sáng ra rất là đông công nhân. Và sau đây em sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video lần sau nhé. Vâng, rất cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh của em. Vâng, chào các bác nhé.